rồi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt trên quốc lộ 25 về địa phận xã Hội An, huyện Phú Hòa. Thì sáng nay mình tiếp tục quay chỗ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Hội An, huyện Phú Hòa. Sáng nay hôm 4 mọi người. Sáng còn đứng này là rất nhiều các có thiết bị cũng như là xe đang thi công rồi. Hai đợt là sau một tháng thì dự án chạy khá là nhanh luôn. Mình chạy vào qua cho mình xem. Đã đang thi công rồi. Đoạn này không dầm mọi người, đất với bất lợi lên, chắc là 4,3 mét. Trước mình quay thì đợt này đã đổ thêm đất rất là nhiều luôn. Xe tải thì rất là bụi mà. Wow. Ta đi vào bụi mịt mù không thấy đâu được luôn rồi. Đang cả đang đổ đất mặt nền nên bụi rất là nhiều luôn. Hôm nay đã lưu phần lên mặt bằng, chắc hệ thống không thông nước ở giữa. Mình phía dưới này cho em bớt bụi không ạ? Đây là hệ thống cống thông nước. Cống thông nước rất là to luôn. Đưa về đoạn cao tốc. Là vì đoạn xe Hội An này thường hay ngập lụt nên phải xây hệ thống cống thông nước đảm bảo. Đang thi công phần lót bạc ở dưới mọi người. Thi công phải nói là rất công kỹ luôn. Số hội giao anh Phượng đã bàn giao mặt bằng ra dự án, số nhà anh Phượng đã bị phá dỡ rồi. Xe này không nước ở tư đường mà mùa này hiện tại Phú Yên là rất nắng luôn, rất là hạn hán nước.
chưa nha. Trước mình cho qua đoạn này thì hai đoạn dự án chúng ta thi công rất tích cực luôn rồi, cả ba phần dưới và đổ nên đảm bảo lòng nền rất yếu này, thoát nước. Sát từ xa thấy được dự án này thì thấy rất tích cực luôn mọi người. Không, bên trong kia là cầu sông Ba. Lúc trước mình đã quay về huyện Tây Hòa rồi. Hiện tại thì đang tiếp tục. Hướng bên này là đang xây đường dẫn đi lên cầu sông Ba mọi người. Đoạn đường cầu và đường dẫn dài gần 2 km qua cầu sông Ba. Bên đây là huyện Phú Hòa, bên kia là huyện Tây Hòa mọi người. Công trình đang thi công rất sôi nổi trên toàn tuyến cao tốc Chí Thạnh Văn Phong mọi người. Rồi mọi người, thì sớm giờ bạn quay tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã An Hiệp Phú Hòa, anh em 2004 mọi người. Thì clip của mình đây đã hết. Chào tất cả mọi người nhé.